Hôm nay chúng ta sẽ nói về làm như thế nào để phân biệt được các cách chườm nóng và chườm lạnh trên những vùng bị đau của mình. Thì thường lạnh thì các bạn nên dùng trên những cái chỗ bị thương cấp tính, có nghĩa bị sưng tấy lên trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ. Nhưng mà nóng thì các nên dùng trên những cái cơ bắp mà bị đau kinh niên, có nghĩa là mình bị đau tháng này qua năm nọ. Hay hoặc là bị những cái khớp cơ, cái khớp mình bị cứng. Tại vì bệnh khớp thì thường là những người lớn tuổi nên hay bị cứng cơ, thì mình nên dùng nóng. Thì cái cách nóng là nhiệt độ nóng, nói tiếng nóng chứ thật ra là mình cũng cơ thể của mình cũng cảm nhận cái đó, chỉ là ấm thôi chứ không phải là phải là nóng, là nước nóng để mà cháy ra. Thì cái hoạt động của nóng của nó là cải thiện máu lưu thông cái chỗ bị đau của mình, cũng như nó sẽ tăng cái tình trạng linh hoạt hơn cho những cái khớp hay là những cái cơ bắp, những cái khớp bị cứng. Có hai loại nóng, có nghĩa là loại ướt và loại khô. Thì cái cách sử dụng thì cũng như nhau, có nghĩa là mình sẽ để một cái chườm nóng, mình sẽ để một cái chườm nóng trên chỗ bị đau. Nhưng mà trước khi để chườm nóng trên chỗ bị đau thì mình nên dùng một cái lớp vải mỏng, một cái lớp vải để trên da của mình. Sau đó mình mới để một cái chườm túi nóng lên, rồi mình trên cái chườm túi nóng đó mình nên để một cái khăn để cho nó giữ độ ấm, độ nóng lâu hơn. Khoảng thời gian dùng thì khoảng 15-20 phút là cũng đủ cho giảm được cơn đau của mình. Mình có thể dùng một ngày 3-4 lần, tùy theo cái tình trạng, tùy theo vết thương của mình, cái sự đau nhức của mình. Vì thật ra nó không có một cái phản ứng phụ nào hết, nhưng mà nếu mà mình biết cách sử dụng nó thì cũng rất là có ích. Lạnh, hoạt động của lạnh là để làm giảm máu lưu thông trong cái vùng bị đau của mình, để mà giảm cái sự mà sưng tấy lên, rất là giúp ích. Nhưng mà thường lạnh á, những người bệnh nhân nên dùng khi mà cái khớp, dù là cái khớp bị bệnh khớp kinh niên, nhưng mà lạnh rất là tốt cho những lúc mà bị cái khớp bị viêm, có nghĩa là khi mà cái khớp đang bị đau thì là nó viêm lên thì mình nên dùng lạnh. Thì khớp là như thế nào gọi là khớp? Khớp có nghĩa là xương nối với xương, là khớp ở chính giữa. Thì giống như các bạn thấy đây là đầu gối mình là gọi là khớp đầu gối, tại vì xương nối với xương là khớp. Hay hoặc là mắt cá của mình, xương nối với xương gọi là khớp. Hay hoặc là tay của mình, có nghĩa chỗ nào mà xương mà nối với xương thì chính giữa đó là khớp. Thì cái khớp nó là làm cho mình di chuyển, hoạt động, di chuyển linh hoạt hơn. Mình có thể cúi xuống, ngó qua, hoặc di chuyển bên phải, di chuyển bên trái. Thì những cái khớp đó giúp cho mình di chuyển đủ hướng thì gọi là khớp. Thì khi mà khớp bị đau có nghĩa là khớp đang bị sưng trở lại, thì các bạn nên dùng lạnh. Thì cái cách dùng cũng giống như là nóng, có nghĩa là mình phải để trên một lớp vải mỏng, chườm lạnh lên, bỏ khăn lên để giữ độ lạnh lâu hơn, cũng thời gian là 15-20 phút. Như thế nào để không nên dùng dùng lạnh, dùng những có những cái điều kiện mà mình không nên dùng nóng, là đó là những cái chỗ mà bị thương trong vòng mới cấp tính, có nghĩa là không nên dùng nóng. Tại vì nó đang sưng tấy lên thì nó cần phải là lạnh, cần phải là chườm đá lên, chườm lạnh lên, thì cái độ sưng nó sẽ làm giảm nhiều hơn trong vòng 24 tới 48 tiếng đồng hồ. Còn nóng thì không nên dùng cho những người bị bệnh tim, hay hoặc là những người bị tiểu đường. Khi những người bị tiểu đường thì không có cảm giác ở dưới chân, mất cảm giác, thì khi mình bỏ lạnh lên á thì mình không có cảm giác, thì cái đó cũng có hại. Đó là những trường hợp mà mình không nên dùng cho lúc chườm nóng hoặc lúc chườm lạnh. Cái chườm nóng và chườm lạnh này, các bạn những cái bệnh nhân có thể dùng cả hai cùng một lúc. Mình có thể dùng, mình chườm nóng trước khoảng 15-20 phút, sau nóng đó mình chườm lạnh khoảng 15-20 phút. Mình có thể luân phiên thay đổi với nhau dùng cùng một lúc, là cùng một lúc có nghĩa là
thời gian 30 phút mình để 15 phút lạnh xong mình để 15 phút nóng xào. Hoặc mình dùng nóng không, hoặc mình dùng lạnh không thì cái cách dùng là cũng 15, khoảng 15-20 phút. Một ngày bao nhiêu lần cũng được, tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Nếu mà đang đau quá thì mình có thể dùng 3-4 lần một ngày. Sáng, trưa, chiều, tối, một lần là 15 phút. Nếu các bạn có những thắc mắc, có những muốn tương tác, muốn hỏi tôi những câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở dưới video này thì tôi sẵn sàng trả lời nhanh nhất có thể cho các bạn nhé. Đó là cách các bạn như thế nào để phân biệt được lúc chườm nóng và chườm lạnh. Ngoài ra khi bệnh nhân tới văn phòng của bác sĩ thì chúng tôi có những chườm nóng và chườm lạnh khác ở nhà của bệnh nhân. Có nghĩa là chúng tôi sẽ có những cái tia cực tím giống ultraviolet therapy thì nó là sẽ làm nóng, là đó là sử dụng nóng cho các bạn. Hay hoặc là chúng tôi sẽ dùng cái liệu pháp của siêu âm giống như là ultrasound therapy. Đó là ở văn phòng của bác sĩ, những nhà chuyên môn thì chúng tôi sẽ có những cái máy móc chuyên môn hơn. Thì ở nhà các bạn có thể lấy chùm đá, chùm lạnh bằng một cái bọc, một cái túi gel, bẻ cũng mềm lắm, bẻ tới bẻ lui để dùng tạm. Chúc các bạn thành công. Tôi hy vọng rằng video này sẽ giúp ích các bạn biết cách sử dụng, lúc nào nên sử dụng nóng và lúc nào nên sử dụng lạnh. Tôi cũng thành thật cảm ơn các bạn đã comment trong thời gian qua với những lời cảm ơn, những lời khen, hoặc những lời đề nghị nên làm điều gì tốt hơn, hoặc những câu hỏi của các bạn. Tôi cũng thành thật cảm ơn là các bạn đã ủng hộ kênh channel của tôi. Đó là những động lực mà để cho tôi làm ra thêm những video để chia sẻ với mọi người những điều mà tôi được học hỏi ở trường học ở nước Mỹ này. Cảm ơn các bạn nhé. Chúc các bạn thành công.